Loship, dịch vụ giao đồ ăn duy nhất free ship. Không chỉ vậy, Loship còn có 11 dịch vụ giao hàng khác như giao đồ, gọi xe, đi chợ giúp bạn. Loship hiện đang có mặt tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Loship là ứng dụng giao hàng duy nhất của người Việt và phục vụ người Việt. Hãy ủng hộ Loship như ủng hộ người Việt Nam. Tải app và trải nghiệm ngay tại đường link được gắn ở phần mô tả của video này nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Better Cry. Abraham Lincoln, người giải phóng vĩ đại của Hoa Kỳ, tổng thống vĩ đại nhất lịch sử, người đã đưa nước Mỹ bước qua thời kỳ đen tối nhất. Trên cương vị người đứng đầu đất nước xứ cờ hoa, ông đã thành công xóa bỏ chế độ nô lệ và hiện đại hóa nền kinh tế Hoa Kỳ. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành vị tổng thống vĩ đại của nước Mỹ, Abraham Lincoln từng là một kẻ làm thuê tầm thường nhất trong những người tầm thường. Vậy các bạn có thắc mắc, tại sao Lincoln từ một kẻ làm thuê vô danh, bằng cách nào ông lại có thể trở thành một vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ, người đã thay đổi lịch sử của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tới hàng trăm năm sau không? Hãy cùng Better Gray tìm hiểu về hành trình đi lên và cuộc đời của vĩ nhân này nhé! Thuở thiếu thời của một vĩ nhân. Abraham Lincoln sinh ngày 12 tháng 2 năm 1809 tại bang Kentucky, Hoa Kỳ. Có lẽ phần đông trong số chúng ta thường được nghe về Lincoln với xuất thân trong một gia đình nông dân thất học và cha mẹ ông mù chữ, một cách giới thiệu thường để làm nổi bật những khó khăn của vị tổng thống thiên tài. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Cha mẹ ông vốn là một chủ trang trại nhỏ ở bang Kentucky. Tuy việc kinh doanh không được ổn cho lắm, nhưng nhìn chung, gia đình Lincoln cũng không đến nỗi quá khó khăn. Ngày nay, khu trang trại vẫn bảo tồn như một phần của địa điểm di tích lịch sử quốc gia, nơi Abraham Lincoln được sinh ra. Cha ông cũng không hề mù chữ như những gì người ta thường kể. Ông thậm chí còn là một thành viên trong bồi thẩm đoàn của địa phương. Đây là một nhóm người dân có uy tín, được bầu để xét xử những vụ việc trong địa phương. Một biến cố lớn đã xảy ra với gia đình ông. Cả gia đình Lincoln đã bị mưu hại. Cha ông không thể chống lại được những kẻ có quyền lực và tất cả gia sản của gia đình ông đều bị mất hết. Cha ông trắng tay sau nhiều năm gây dựng cơ nghiệp. Mọi thứ như sụp đổ đối với ông và cả gia đình. Có lẽ với việc chứng kiến sự bất lực của cha khi đối đầu với những kẻ bẻ cong cán cân công lý đã thôi thúc ông sau đó trở thành một luật sư đại tài. Sau khi gia đình trở nên trắng tay, cuộc đời của Lincoln trải qua vô vàn biến động sau sự ra đi của mẹ và chị gái, cùng với việc chuyển nhà do chiến loạn nhiều lần, đã thôi thúc ông trở thành một con người thù ghét chiến tranh, yêu chuộng hòa bình, cũng như đồng cảm sâu sắc với giai cấp nô lệ. Và điều này ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến sự nghiệp chính trường của ông sau này. Ở tuổi 20, những biến cố của cuộc đời từ khi còn quá trẻ đã thôi thúc chàng thanh niên Lincoln quyết định ra đi để tìm kiếm một cuộc sống mới, một cơ hội để thay đổi cuộc đời bản thân và gia đình mình. Một con người tầm thường nhất trong những người tầm thường, như chính cái cách mà ông đã viết trong cuốn tự truyện về cuộc đời mình, một gã trai kỳ dị, không bạn bè, không học thức, không một xu dính túi, bước đến với thế giới hào hoa và rộng mở. Vị tổng thống vĩ đại trong tương lai đã mở đầu sự nghiệp lừng lẫy của mình từ con số 0 như vậy đấy. Và phần còn lại là lịch sử của giai cấp nô lệ và toàn nước Mỹ. Lincoln đã bắt đầu khởi nghiệp lần đầu tiên bằng cách thu mua lại một cửa hàng tạp hóa. Tuy nhiên, có vẻ như con đường kinh doanh không phù hợp với ông. Sau một thời gian xoay sở, ông ngày càng thua lỗ nặng nề và cuối cùng Lincoln lại trắng tay. Dù mất tất cả, nhưng thất bại không khiến ông dừng lại. Nhận thấy kinh doanh không phải là lựa chọn đúng đắn, ông bắt đầu sự nghiệp chính trị bằng cách tranh cử vào nghị viện Illinois. Và đây có lẽ là quyết định quan trọng cũng như đúng đắn nhất cuộc đời của Lincoln. Ông có thể không sở hữu khả năng kinh doanh xuất sắc, nhưng nhờ lựa chọn này mà Lincoln đã khám phá ra một năng lực vô cùng tuyệt vời của bản thân. Đó là khả năng hùng biện vô cùng xuất chúng. Một chàng thanh niên, mặt còn búng ra sữa, không tiền tài, không quan hệ, không học thức, lại khiến cho những người dân địa phương há hốc mồm khi chứng kiến tài hùng biện đỉnh cao của ông. Cuốn hút, nhiệt huyết và tài năng là những thứ mà người ta phải thừa nhận ở Lincoln. Dù còn trẻ tuổi, nhưng những kiến thức xã hội dày dặn trong nhiều năm bôn ba là thứ đã giúp ông chiếm được tình cảm của những người ủng hộ. Nhưng một lần nữa, như một sự trớ trêu của số phận, Lincoln lại thất bại. Dường như, cảm tình mà người dân dành cho ông đã không giống cái cách mà giới cầm quyền nghĩ về chàng trai trẻ này. Lincoln đã không thể trúng cử trong lần đầu tiên tranh cử của mình. Thất bại trong việc tranh cử không thể khiến ông buông xuôi. Để có thể sinh tồn trong thời kỳ tăm tối đó, ông đã làm rất nhiều công việc như trưởng bưu điện New Salem,
rồi đo đạc địa chính. Trong suốt thời gian đó, ông vẫn say mê nghiền ngẫm những cuốn sách kinh điển về pháp luật. Trời xanh không phụ lòng người, năm 1834, Lincoln thành công trở thành luật sư và đắc cử vào Viện Lập pháp tiểu bang. Sau đó 2 năm, ông trở thành một luật sư trong đoàn luật sư Hoa Kỳ và được chuyển tới Illinois. Có được vị thế vững chắc trên chiến trường, ông ra sức tuyên truyền về chủ nghĩa nhân đạo cũng như yêu cầu bãi bỏ chế độ nô lệ. Tuy nhiên, tiếng nói của ông hoàn toàn không có sức nặng nên những đề xuất cấp tiến này đều bị bỏ ngoài tai. Luật sư vùng Thảo Nguyên. Từ đầu thập niên năm 1830, Lincoln là thành viên trung kiên của đảng Whig, một đảng phái với những chính sách cấp tiến như hiện đại hóa nền kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng, dùng thuế bảo hộ để cung ứng ngân sách cho phát triển nội địa như đường sắt và tán thành chủ trương đô thị hóa. Năm 1846, Lincoln đắc cử vào Viện Dân biểu Hoa Kỳ, phục vụ một nhiệm kỳ 2 năm. Giữa vô vàn các ứng viên sáng giá khác, Lincoln vẫn đem đến sự khác biệt. Ông chính là thành viên duy nhất trong đoàn đại biểu đến từ Illinois trở thành đảng viên của đảng Whig. Trở thành đảng viên của một đảng viên theo chủ trương cấp tiến, Lincoln như cá gặp nước. Khi vừa trúng cử, ông đã ra sức khẳng định bản thân bằng cách bày tỏ lòng trung thành với đảng của mình trong các cuộc biểu quyết và phát biểu ủng hộ chủ trương của đảng. Chỉ sau một thời gian ngắn, Lincoln kết hợp cùng sự hậu thuẫn của đảng Whig, một đạo luật nhằm bãi bỏ chế độ nô lệ tại hạt Columbia đã được đề xuất. Đây chính là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau đó đạo luật này đã không được thông qua vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của những người cầm quyền thời bấy giờ. Không dừng lại ở việc là một đảng viên tầm thường, với khao khát về một cuộc cải tổ nước Mỹ, Lincoln đã công khai chỉ trích Tổng thống đương nhiệm thời bấy giờ Jim Polk là một kẻ độc tài và vô dụng, chỉ lo tìm kiếm thanh danh về quân sự, một ảo vọng nhuốm máu khi ông này điên cuồng theo đuổi cuộc chiến tranh với Mexico. Bằng những lý luận sắc bén, Lincoln đã vạch trần sự dối trá của Polk khi ông này cố tình tuyên truyền rằng binh lính Mexico đang cố tình gây chiến với Mỹ. Lincoln yêu cầu Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ phải đưa ra bằng chứng xác thực về một cuộc chiến tranh được Mexico chuẩn bị. Tuy nhiên, yêu cầu này đã không được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua. Báo chí cũng phớt lờ và vụ việc dần chìm vào quên lãng. Sự việc đã chìm xuống, nhưng Lincoln đã thực sự trở thành một cái gai trong mắt những người cầm quyền. Nguy hiểm đang rình rập ông bất cứ lúc nào. Để có thể bảo toàn tính mạng và bước tiếp trên con đường chính trường, Lincoln buộc phải xin lỗi Polk một cách công khai. Tuy nhiên, con đường chính trị của Lincoln cũng đã hẹp bị rất nhiều. Cuối năm 1846, người được đảng Whig đưa ra bầu cử tổng thống đã không trúng cử, khiến cho vị thế của đảng này suy giảm nghiêm trọng. Giữa vòng xoay của thời cuộc cùng những nguy hiểm luôn rình rập bên mình, Lincoln quyết định từ chức và trở về làm một luật sư. Tưởng như cuộc đời của con người vĩ đại này sẽ trở về với sự tầm thường trước đó. Nhưng không, sự kết thúc tạm thời trên con đường chính trị lại chính là sự khởi đầu của một vị luật sư thảo nguyên đại tài. Trở về vùng Springfield, sau khi thành công thoát ra khỏi vũng lầy của chính trường, Lincoln bằng tài năng của mình đã biến vùng đất này thành nơi công lý được thực thi công bằng nhất trên toàn nước Mỹ. Với khả năng của bản thân, Lincoln dễ dàng xử lý các vụ việc tranh chấp bị đắp chiếu từ ngày này qua tháng khác của vùng đất phía Tây. Danh tiếng của ông vang vọng khắp vùng, tiếng lành thì đồn xa, cái tên Abraham Lincoln một lần nữa xuất hiện trước tối cao pháp viện Hoa Kỳ khi ông tham gia biện hộ cho một vụ đắm thuyền do va chạm với cầu. Trên lĩnh vực luật học ông tài giỏi như vậy, nhưng ít ai biết rằng ông còn là một kỹ sư tàu thủy không phải dạng vừa. Năm 1849, ông được cấp bằng sáng chế về phương tiện đường thủy, ứng dụng cho việc lưu thông thuyền trên dòng nước cạn. Dù rằng ý tưởng này chưa từng được thương mại hóa, nhưng Lincoln là vị tổng thống duy nhất từng được cấp bằng sáng chế. Tổng cộng, trong thời gian ông giữ cương vị một luật sư, Lincoln xuất hiện trước tòa án tối cao bang Illinois trong 175 vụ án. 51 vụ, ông là luật sư biện hộ duy nhất cho thân chủ, trong đó có 31 phán quyết của tòa có lợi cho ông. Lincoln được người dân gọi với cái tên đầy thân thương, luật sư vùng Thảo Nguyên. Tiếng tăm vì sự lương thiện và công bằng đã giúp ông gây được tiếng vang cực lớn. Ngày ông quay lại với chính trường và chắp bút cho những trang sử vàng son của Hoa Kỳ đã không còn xa. Abraham Lincoln, ánh sáng cuối đường hầm cho những người nô lệ. Ngay từ những ngày còn làm luật sư, vị tổng thống tương lai đã có sự đồng cảm sâu sắc với những người nô lệ. Dưới sức tác động của Lincoln, chế độ nô lệ được xem như hợp pháp tại miền Nam dần mất đi sức ảnh hưởng ở phía Tây.
Mặc cho điều này mang ý nghĩa vô cùng trọng đại, nhưng nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người cầm quyền, nên Lincoln gặp vô vàn khó khăn để thực hiện khát khao về một chế độ bình đẳng. Trước sự vươn lên mạnh mẽ của phong trào xóa bỏ chế độ nô lệ, giới chức cầm quyền đã thông qua đạo luật Kansas-Nebraska năm 1854. Tất cả những đề xuất của Lincoln dường như đi vào bế tắc. Tuy nhiên, một khi cánh cửa đóng lại thì chính là cơ hội để một cánh cửa khác mở ra. Với tầm nhìn vượt thời đại, Lincoln hiểu rằng muốn giành được sự tự do cho những người thấp cổ bé họng thì ông buộc phải trở thành người có tiếng nói trong xã hội, không phải chỉ ở một tiểu bang nhỏ bé mà phải là toàn nước Mỹ. Và điều này đã thôi thúc ông quay lại với chính trường. Hợp tác cùng thượng nghị sĩ lão thành Stephen Douglas, đối thủ trực tiếp của Tổng thống Lincoln trong cuộc tranh cử Tổng thống sau này, ông đã được thông qua một số chính sách vô cùng cấp tiến về nô lệ của Hoa Kỳ. Duy chỉ có việc Douglas đề xuất cho người dân tại địa phương đó tự quyết xem họ có chấp nhận xóa bỏ chế độ nô lệ hay không thì bị Lincoln bác bỏ. Ông hiểu rằng nếu đồng ý với Douglas thì đạo luật mình mất bao năm tâm huyết để được thông qua sẽ trở thành trò hề lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Việc phân biệt chủng tộc ở nước Mỹ còn diễn ra vô cùng phức tạp ngay trong thời điểm hiện tại, chứ đừng nói đến thời kỳ tầm tối đó. Nếu để cho người dân quyền tự quyết thì gần như chắc chắn những người da trắng sẽ không bao giờ chấp nhận chung sống hòa bình và bình đẳng trên mọi phương diện với người da đen. Thậm chí một số nghị viên còn coi sự đi lên của người da đen chính là một tội lỗi, một sự xúc phạm những người da trắng và sẽ kéo tụt nước Mỹ trở lại hàng trăm năm. Ngày 16 tháng 10 năm 1854, trong diễn văn Peoria, Lincoln tuyên bố lập trường chống nô lệ, dọn đường cho nỗ lực tranh cử Tổng thống. Ông đại diện cho đảng Whig tham gia tranh cử tại Thượng viện Hoa Kỳ. Sau khi dẫn đầu trong 6 vòng bầu cử đầu tiên tại Nghị viện Illinois, hậu thuẫn dành cho Lincoln suy yếu dần. Để có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ, một lần nữa, Lincoln quyết định sẽ phải thành lập một chính đảng của riêng mình. Với những thành tựu đã gây dựng cho bản thân, Lincoln đã thành công trong việc thuyết phục các đảng viên của đảng Whig rằng đảng của ông được xây dựng đi theo chủ trương tự do, dân chủ, và từ đó đảng Cộng Hòa ra đời, lịch sử nước Mỹ được sang một trang mới. Tại đại hội đảng năm 1856, Lincoln là nhân vật thứ hai trong cuộc đua giành sự đề cử của đảng cho chức vụ phó tổng thống. Chỉ một năm sau đó, Lincoln đã có bài phát biểu đầu tiên đem lại tia sáng cho những người nô lệ khi ông cho rằng mọi người bình đẳng trong màu da, thể hình, trí tuệ, sự phát triển đạo đức, khả năng xã hội. Việc phân hóa các giai cấp trong xã hội tất sẽ đi đến chiến loạn và lầm than cho người dân. Bài phát biểu như một lời hiệu triệu của ông nhằm tập hợp đảng viên Cộng hòa khắp miền Bắc. Năm 1858, chứng kiến cuộc tranh luận giữa Lincoln và Douglas khi diễn ra cuộc vận động tranh cử vào Thượng viện. Đây là những cuộc tranh luận chính trị nổi tiếng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Lincoln cảnh báo rằng chế độ nô lệ đang đe dọa những giá trị của chủ tiết Cộng hòa và cáo buộc Douglas là bẻ cong qua giá trị của những nhà lập quốc về nguyên lý mọi người sinh ra đều bình đẳng. Trong khi Douglas nhấn mạnh đến quyền tự quyết của cư dân địa phương xem họ có chấp nhận chế độ nô lệ hay không. Cuộc tranh luận giữa hai người diễn ra vô cùng gay gắt, nhưng cuối cùng Douglas vẫn trúng cử vì ông đã ra sức bảo vệ quyền lợi cho những người da trắng, những người có tiếng nói tuyệt đối trong xã hội Hoa Kỳ thời điểm đó. Vận may một lần nữa đã không mỉm cười với Lincoln, mặc cho những nỗ lực nhiều năm ròng rã đã biến vào hư vô, nhưng với khả năng hùng biện, ông đã thực sự trở nên nổi tiếng trong chính trường quốc gia. Vào đầu năm 1860, giới lãnh đạo đảng ở New York mời Lincoln đọc diễn văn tại Liên minh Cooper trước một cử tọa gồm những nhân vật có thế lực trong đảng Cộng Hòa. Lincoln lập luận rằng những nhà lập quốc không mấy quan tâm đến quyền tự quyết phổ thông, nhưng thường xuyên tìm cách kìm hãm chế độ nô lệ. Ông nhấn mạnh rằng nền tảng đạo đức của người Cộng Hòa đòi hỏi họ phải chống lại chế độ nô lệ và mọi sự cám dỗ, chấp nhận lập trường trung dung giữa lẽ phải và điều sai trái. Chưa từng có ai tạo được ấn tượng mạnh mẽ như thế trong lần đầu tiên ông hiệu triệu ở một cử tọa của New York. Việc phô bày khả năng lãnh đạo đầy trí tuệ đã đưa Lincoln vào nhóm những chính trị gia hàng đầu của đảng và dọn đường cho ông trong nỗ lực giành sự đề cử của đảng để tranh chức tổng thống. Cuộc tranh cử tổng thống của con người thiên tài đã chuẩn bị bắt đầu. Những trang sử vàng chói lọi chuẩn bị được viết ra. Những người nô lệ cũng đã nhìn thấy ánh dương của cuộc đời mình. Cùng đón chờ phần 2 của video để cùng xem Lincoln đã làm như thế nào để leo lên đỉnh cao quyền lực và những cải cách của ông đã đưa nước Mỹ bước qua thời kỳ tầm tối như thế nào nhé. Cảm nghĩ của bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Hãy subscribe để theo dõi các video khác trên kênh mình nhé.
tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry Khám Phá Thế Giới nhé. Link của page mình có để ở phần mô tả và top comment bên dưới nhé. Ngoài ra, nếu bạn thích thú với những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry Thương Trường Kỳ Chuyện, nơi có những câu chuyện về thế giới kinh doanh cực kỳ thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!